làm thế nào để sống được hạnh phúc và cách để tự mình có thể tạo ra được cái niềm vui sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Để sống trên cuộc đời được hạnh phúc, nhớ bốn câu này. Bốn nhưng mà một. Coi mình là người, coi hạnh phúc của mình cũng là của người. Đó là vô ngã, không ích kỷ. Chia sẻ ra. Coi đau khổ của người là của mình. Đó là từ bi, lắng nghe và thông cảm, thấu hiểu và yêu thương. Coi chuyện của người là của người. Nghiệp của ai, người đó tự chịu, không có phải chen cái tâm mình vào phán xét khen chê đúng sai. Coi mình là chuyện của mình hãy là mình, đừng để chuyện phán xét hay dở đúng sai khen chê của đời là mình chao đảo. Đó là tự tại. Một là vô ngã, hai là từ bi, ba tâm không có phán xét, bốn là tự tại, đừng có chao đảo dưới đời. Chắc như vậy làm cũng cả đời chưa xong. Mà nếu chưa xong thì có hạnh phúc cũng hơi bị khó. Để hạnh phúc đích thực, nhớ bốn câu đó trong một ngày, và lấy một ngày làm chuyện của một kiếp người. Đừng lấy kiếp người làm chuyện trong một ngày. Thì nếu được như vậy, chứ hạnh phúc nhiều, thì ta cũng hạnh phúc được cái mục đích của cả đời của ta đi. Yêu và thương.